Xin chào tất cả mọi người, ngày hôm nay thì Trần Liêm sẽ hướng dẫn cho mọi người cách chọn một cái điệu nhạc và chọn một cái tiếng bất kỳ ở trên cây cọt PA700. Thì như những cái dòng đàn PA6 hoặc là những cái dòng đàn khác tương tự thì để chọn cái một cái điệu bất kỳ thì mọi người phải bấm vào chữ Style. Thì ở trên cái cây đàn này chữ Style nó sẽ nằm ngay vị trí này nha, Style Select đây, đó. Mọi người bấm vào nút này một cái thì cây đàn nó phân rất là nhiều cái thư mục cho mọi người luôn. Đó, ví dụ như room 3 đi, B1 là trang 1, B2 là trang 2, B3, B4, B5, B6. Đó, thì mỗi một cái trang thì nó sẽ có 8 điệu. Mọi người thích cái điệu nào thì mọi người bấm chọt vô. Và đây là cái màn hình cảm ứng của cây cọt PA700, rất là nhạy và sử dụng bằng cái cảm ứng điện dung nha. Sử dụng như là cái điện thoại của mọi người, chạm rất là nhẹ, rất là thoải mái luôn. Rồi, sau khi chọn được một điệu rồi, chúng ta sẽ chọn tiếng. Và đây là cái khu vực chọn tiếng nha. Thì mọi người thấy trên đây nó có chữ piano, nhưng mà khi mọi người bấm vào piano thì nó sẽ ra những cái nhạc cụ dân tộc, ví dụ như tiếng tiêu, tiếng sáo nè. Guitar cổ nè. Chúng em sẽ xích ra để cho mọi người nghe thử một vài tiếng nha. Mọi người cứ chọn thôi. Bấm vô đây và chọn thôi. Chọn đi cho cha đi. Sướng rồi mọi người, bass chép luôn rất là mạnh nha. Và cái đàn này thì sử dụng đương nhiên là sâm lơ gốc rồi, những tiếng kèm, tiếng tranh, tiếng sáo, tiếng bầu rất là nhiều. Rồi mọi người muốn sang những cái tiếng ô tiếng khác thì mọi người cứ bấm vô thôi, và trên đây nó sẽ xuất hiện những cái tiếng mà mọi người cảm ứng rất là nhạy. Bấm vô chọt rất là nhẹ, anh thấy không đó. Như ta điện nè. Đó là cái thao tác chọn điệu chọn tiếng nha. Rồi mọi người muốn chọn những cái đăng tiếng khác, những điệu tiếng khác thì mọi người cứ bấm vô thôi. Guitar vô thường nè. Hiệu ứng rất là hay nha. Rồi đó là thao tác chọn điệu chọn tiếng. Chúc mọi người thực hiện thành công nha. Xin chào và làm mọi người.